Đây, sườn Thái Lan. Đây là siêu to khổng lồ. Làm khói kìa. Đây là nhà hàng Thái Lan mà thuộc dạng là luxury sang chảnh, dạng nhất nhì Sài Gòn các bạn. Luôn anh có làm bên Mai Linh luôn không? Trời ơi, anh là đệ tử của sếp. À. có bác chủ tịch ngồi ở đây. Bây giờ Mai Linh là có tổng cộng bao nhiêu chiếc? 14.500 chiếc. Trên tổng á. Tại Sài Gòn có 1.570 chiếc. Ok. Nha Trang có không? Nha Trang có. Nha Trang có 420 chiếc. Trời ơi, nhớ luôn. Đà Lạt có không? Đà Lạt có, Đà Lạt có 312 chiếc. Nghĩa là mình làm quản lý là mình phải hiểu sâu, hiểu sát. Phải không? Phải là mình ngồi trên cao xong rồi cái hỏi xe xuống không biết là bao nhiêu chiếc. Kiên Giang có bao nhiêu chiếc? Hả? Giờ làm cái món này. Em biết ăn đây không? Dạ. Mình đến đây ăn cơm tại nhà chú Thái. Dạ. Có nhân duyên thì là mình gặp nhau ở đây. Nãy cái sâm bọc linh của mỗi một anh Huy mời mình uống nãy giờ mà. Xuyến liễn. Xuyến liễn, xuyến liễn. Cảm ơn anh Huy rất nhiều. Cảm ơn anh Tấn. Ok. Dạ, ok. Dạ, ok anh. À, ok bạn, thì hiện tại là mình đang ở tại quận 1 Sài Gòn các bạn ạ, trên đường Ký Con. Thì đây là trong những cung đường gọi là sầm uất nhất ở Sài Gòn, quận 1. Thì hôm nay mình dẫn bạn vô nhà hàng Thái các bạn, là rất là sang chảnh ở tại quận 1 nha. Đây, chút Thái các bạn thấy view không? Ngay đường trung tâm ngã tư luôn. Ok, giờ theo chân mình vô cho bạn coi thử là trong nhà hàng này bán cái gì mà ngay con đường đắc địa nhất ở tại quận 1 này đó các bạn. Đây. Yeah, ok. Thì bạn nhìn đây nè, cái góc đường này là thì bên Trần Hưng Đạo các bạn. Dạ. Thêm hai người. Dạ. Đây bạn vô nhà hàng à. Hai người ngồi đâu anh? Dạ. À ok ok. Dạ. Đây. Đây bạn vô không gian nè. À chào cô chú. Đây. Không gian khá là nhìn rất là sang nha các bạn, trang trí Giáng sinh đồ. Anh thang máy lên thang máy hả chị? Dạ, mình lên. À, đây ha. Dạ. Đây. Chúng ta có 1, 2, 3 lẩu các bạn. Đi lên trên tầng 2 các bạn. À. Đó. Ở trong này có phòng VIP đúng không? Dạ, đúng rồi. À, phòng này là phòng VIP dành cho 10 đến 12 người hả? Dạ, 10 đến 12 người. 10 người thì ngồi nó sẽ thoải mái. À, trời ơi, trang trí Giáng sinh nè các bạn, đây nè. Trên cái bàn hiện tại là chuẩn bị là tới Giáng sinh tháng 12 các bạn. Cái bàn này xoay được nha các bạn. Đó. Phần VIP nè, trời ơi, nhìn sang chưa. Đây là cái view chắc đắt tiền, cho anh ra nhìn cái view này xíu được không? Dạ được. Mở ra được đúng không? Dạ được, kéo ra. Đây đem. Đây. Đấy các bạn. Thì view này là nhìn ra được hết dưới ngã tư bên Trần Hưng Đạo các bạn. Đó, Ký Con á. View đã chưa? Hướng bên này thì các bạn hay uống cà phê cà đồ bên dưới trên con đường này các bạn. Tòa nhà này cũ lắm luôn rồi đó. Xưa từ thời Pháp tới giờ. Nguyễn Văn Hào đồ bạn thấy không? Ngô Văn Hào gì đó. Ok bạn đi qua bên có phòng VIP nữa khác nữa hả? Dạ. Em có phòng VIP 2. À đây có phòng VIP 2 các bạn. Comment qua đây comment. À. Đây trong này là cái phòng VIP 2 nè, là ngồi cũng đông chứ bộ. Bao nhiêu người em? Dạ, 12 người, khoảng là 14 người. À, 12 người, 14 người. Thì có red room này nọ nè. Tại không gian nè. Là cái gì em? Dạ, như thi shampoo cho nữ. Là cho nữ cái là có nước hoa rồi xong có son rồi này nọ nữa các bạn nhìn á. Cho nữ kiểu như là ăn xong bị trôi son cho đổ hả? Dạ. À. Cái này khi nó bám mùi đồ ăn á. Bám mùi đồ ăn nè. Cái men quay gần là thấy không? Các loại nước hoa rồi thấy không? Đó, đầy đủ cho gơ nè ha. Đó, nhìn sang chưa? Này là bên nữ nè. Đây là phòng VIP. Ở dưới thì các bạn có thể ngồi ở dưới mấy tầng ở đây, mấy tầng anh qua nè. Dạ, em có 3 lầu. 3 lầu. Trệt lầu 1 với lầu 2. À, trệt lầu 2, đây lầu 2 đúng không? Dạ. À, đây cho trò thử menu này có gì ta? Đây có gì ngon em? Đây. Em giới thiệu sơ qua về món best seller bên em ha. À, best seller. Dạ, em có súp tôm dùm hải sản cốt dừa. À, gửi comment từ từ, comment là đây cho bạn xem nè. Đó. Đó, đây. Súp tôm dùm hải sản cốt dừa, trời ơi cái menu bạn nhìn đã, nhìn đẹp không? À, có gì nữa em? Bestseller cái này có bestseller thế nào? Cay không? Dạ, súp thì nó hơi cay anh, à. Gỏi xoài cá trê chiên xù. Gỏi xoài cá trê là cá trê chiên xù, chiên xù hả? Dạ, thịt thì em sẽ dâm nó ra. Ok, món này nữa. Dạ, tiếp theo là tổng heo nướng sốt Thái. Heo nướng sốt Thái các bạn.
Dạ. À, hay ăn với xôi này nọ rồi đó ha. Dạ. Ủa. Đi thắp sườn cây. Có sườn cây đó bạn, hình như là đang hot giờ đúng không? Dạ đúng rồi, cái này là sườn khổng lồ. Sườn khổng lồ, chúc cho anh dĩa này thử nha. Dạ. Đây, cái này mắc nhất của em bên em chưa? Dạ đúng rồi. 1.255.000 nè bạn. Dạ, thì lựa cái nào gọi là mắc nhất của quán ăn cho bạn xem ok không? Dạ. Rồi. À, ok bạn, thì hiện tại là mình đang ngồi với anh quản lý anh Khoa đây luôn nè. Thì để giới thiệu bạn coi với cái món đây là món gì, thì rất là nhiều món. Thì tôi kêu gần như hết menu đặc sắc ở tại nhà hàng Trúc Thái nữa bạn. Đây là phòng VIP. Thì sơ sơ là các bạn anh giới thiệu cho em thử món này trước đây nha. Rồi, đầu tiên, đây các bạn. Là món cá rô phi chiên giòn. Cá rô phi chiên giòn nè. Đây là một món rất là ưa chuộng ở Trúc Thái, đây là gỏi cá chê. À, hình như là tất cả các nhà thái đều có cái món này. Ủa, nhà thái cái món gỏi cá chê này hả? Dạ đúng rồi. Đấy mà, gỏi cá chê. Dạ. Tôi không biết luôn, tôi cứ tơi 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 thôi. Mình không biết là cái gì đúng không? Nhưng mà đây là gỏi cá chê. Dạ. Ừ, cá chê thì... ăn sóp. Dạ. Nước bánh không tôm. Đây là cái món đây là gỏi tôm sống. À, gỏi tôm sống các bạn. Thái. Sốt thái. Tất cả các hải sản của chú Thái là đều là hải sản tươi. À, hải sản tươi. Không tôm sống. À, tất nhiên là có thể nhìn thấy là không phải là món bận. Dạ. Nó khác biệt. Đây các bạn, đây là cái đây là nọng heo nướng sốt Thái. Nọng heo nướng sốt Thái các bạn. Dạ. Cái nước chấm, nước đồ sốt nhỏ nhỏ là anh lại quay nhanh quá, từ từ tôi cho mấy ông xem. Đó, trang trí rất là đẹp các bạn. Đồ thử nọng heo nái sốt Thái, chấm thử miếng ngon không các bạn? À. Ngon á. Đây là xôi trắng thôi. Xôi trắng. À. Tôm dùm. Đây là súp tôm dùm. Súp tôm dùm. Tôm càng. Tôm càng. Đây là, còn đây là bò. Đây bò nhập. Bò nhập áp chảo. Đây du khách này còn nhiều món lắm bạn. Đó. Còn đây mình có cái món rất là đặc biệt. Dạ. Này chưa xong rồi, tôi nãy tôi kêu món là mắc nhất nhà hàng này là đặc biệt kiểu Thái Lan các bạn. Mời mời chất phong. Đây. Đây là sườn Thái Lan. Đây sườn Thái Lan. Đây là sườn to khổng lồ. Anh chị. Rồi ở đây con coi mấy em gọi lại cái là có nè. Cái này là gì đây? Đẻ khói. Đẻ khói. Ồ, nguyên cái sườn bò, đây sườn bò này bao nhiêu ký anh? À sườn heo bao nhiêu ký? Cái này là bao 7 cân. 7 cân. À 7 cân sống khi mình làm chín còn à còn 5 con. À 5 con. Ok. Bây giờ anh làm gì đây? À, đây sẽ rồi. Đây các bạn chú ý nha. Làm khói kìa. Đây là nhà hàng Thái Lan mà thuộc dạng là luxury sang chảnh dạng nhất như Sài Gòn các bạn. Mấy đồ đâu. Đó, nhìn khói vô. Đó. Cái vị trí này rất là đắc địa rồi. Đây là cái món mà gọi là các bạn đang trend Thái Lan bạn đều biết đúng không? Sườn sườn heo cay ha đúng không anh? Đúng rồi, sườn cay. Sườn cay, sườn cay khổng lồ. Tới 7 con chín là bao nhiêu? 7 con nó rơi vào 5 cân sống. À. Và mình làm chín lên là còn là 3 cân rưỡi phục vụ khách. À là ký đúng không? Còn cân 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 là ký đó. À ký. Ồ, đây các bạn. Chế lên tươi là nó chín hết mấy cái ngò gai ở dưới đúng không anh? Vâng đúng rồi ạ. Yeah. Xong mình ăn là ăn sao anh? Anh em mình sẽ dùng găng tay. Găng tay. Còn một tảng ăn nó đã. Này nhậu cái gì mà luôn đúng không? Ok, cảm ơn nhiều nha. Đây đây cái anh quản lý rồi anh giải thích cho bạn hiểu này. Bây giờ cái xù này ăn sao đây anh, giờ làm sao ăn được? Cái này là mình sẽ tùy ý, mình có thể cầm nguyên miếng mình cầm cũng được cho. À đúng không? Cầm nguyên miếng cầm mới đã đúng không? Còn không thì mình lại mới dở thôi thì mình có trang bị găng tay cho khách thì có thể tự tách sinh thịt ra, hoặc là nhân viên của mình thì có thể giúp tách thịt ra. Bây giờ mình cũng muốn mình trải nghiệm hơi lâu chứ tôi chưa đi Thái Lan lại. Bây giờ có món Thái tại Sài Gòn luôn phải không? Được trải nghiệm cái món này. Tôi thấy món này hot lắm trời, hot trên TikTok, TikTok đúng không? Ui, nó to chứ mấy ông, tôi dở cho ông xem nè. Đó. Ở trong nè các bạn. Này là sườn heo. Giờ ăn mà gỡ ra được cũng ghê đó, khó khăn á. Đây các bạn, chỗ này nè. Giờ lên sao đây? Khó tay tôi không biết làm sao để cho anh phải nhờ anh quản lý cùng tên với tôi mới làm được. Đó. Ra, này mình sẽ tắt thì cái tối thịt ở đây nè. Tắt thịt ra. Đúng rồi. À, tắt là gì ha? Thì tôi em muốn một cái sườn để mà ăn thử coi. Tắt ra gì thì nhìn nấu đã. Đúng rồi, với mình thì cầm nguyên cái sườn này mới đã. Trời ơi. Cầm cái sườn là cái mẹp luôn không? Đây.
Giờ cầm miếng xương này ăn để nó gì đúng không? Đây đúng không? Kiểu xương lực xương cây khổng lồ Thái Lan nè. Đây nè, các bạn ăn mà chỉ tách miếng thịt chỗ này cho bạn ra nè. Ủa nó mềm lắm bạn à. Bạn nhìn vậy em tách cái bột ra được luôn nè. Thấy không? Rồi mình chấm gì ta? Mình chấm gì ta? Sốt chấm xương. Sốt chấm xương hả? Thử nè. Có chua chua hơn cái vị đúng không? Đúng rồi. Cay. Đồ Thái thì nó sẽ có vị chua và cay. Cay chua cay. Ngon đúng không? Không bị hôi gì luôn á. Dạ. Người ta xử lý luôn rất nhiều con loạn. À, thường thịt heo này hôi lắm nha, này không hôi nha, ngon á. Ngon. Cái này có tủy, khách có ăn tủy gì không anh? À, cái này là cái phần xương sống đó, cái này nó không có cái phần tủy rồi. À, xương sống hả? Đúng rồi. À, xương sống. À, nhiều khoan nhìn có thể thấy là giống cái xương sống của mình đó. À, xương sống. Không biết thứ này các bạn có thấy thịt không? Nhưng mà thứ này nè. Này. Nè các bạn à, mình sẽ tách thịt cho bạn xem nè. Đó, xương cây khổng lồ. Mình chấm dùng miếng sốt xương cây. Nó sốt. Thực ra nếu bạn không chấm cũng ok, nó vừa ăn luôn á. Nè sắp sốt xương cây nè. Đó. Ăn đi anh Khoa. Rồi ok. Thử nha. Lấy cái xương xuống ăn thử coi. Mình nhiều quá tôi với cái bê ăn tao hết không. Ngon nè thử đi. Đó lấy xương xuống rồi. Lấy cái đó đúng luôn. Đây các bạn là, thay nghĩ rồi thì có nếu xương thì chỉ có bóc nguyên một cơ. Đúng rồi nguyên cục gì ăn mới dễ. Nguyên cục gì ăn mới đã. Nên đúng không? Đúng rồi. Đó mình cũng giật giật miếng ra mới đã. Vô cùng ngay coi. Ok chưa? Vô. Giáng sinh ngồi ăn trường ngày nọ hết bài luôn. Ngon hả? Ngon chứ anh hả? Đã lắm. Thì cái này là mình có size nhỏ hơn không? Hay là phải size bự như thôi? Ở nhà hàng mình thì có 3 size. 3 size lớn nhất. Thì mình có 2 size đó là size vừa và size nhỏ. À. Size vừa thì cho khoảng là 4-5 người có thể ăn. À. Còn size nhỏ thì đến khoảng 1-3 người thì có thể dùng được. Cái size này mình đang kêu là tới 6 người ăn các bạn. 1 triệu 2 máy là 6 người ăn. Đúng rồi. Còn size nhỏ nhất là bao nhiêu tiền? 295.000. 295.000 thôi. Là cái ông sẽ ăn được khoảng 2 người ăn được đúng không? 1-3 người có thể ăn được. Một người. Mình đã thấy một người nước ngoài người ta có thể ăn được một phần. Đây. Yeah. Kiểu gì các bạn? 295.000 bạn được nguyên cái xuôi cục mình. Chắc cỡ đó, tôi không biết nhiều. Nhưng mà nó là ngon. Cái này gọi là mất chai, ăn thử biết không? Nên tới nhà hàng Thái á, ăn thử cái món này ngon thiệt. Tôi thấy trên mạng mà tôi tưởng nó không có ngon, mà ai ngờ nó ngon thiệt. Bây giờ gỡ hết món lắm không? Chấm nước sốt Thái này cũng ngon quá. Ở đây bảo mấy ông để gì? Mỗi món có một cái nước sốt riêng mà. Ha. Cái món thịt bò này nè, đây cho bạn coi, đây bò Nhật đúng không anh? Đúng rồi. Đây bò Nhật nè, cái sốt này một chấm nó chấm riêng nè. À. Còn chấm sốt xương cây cũng sống khác nữa. Mềm. Béo ngậy. Ok bên Khoa. Ngoài nhà này. Mình là chắc chắn phải có chắc chắn là phải ok rồi. Tôn Khoa thì khó kêu á. Ok bây giờ mình sẽ ăn ở mấy món khác nữa phải không? Sẽ ăn một món no thấy bà luôn á. Ok bạn, sau khi ăn sườn sơ sơ xong chúng ta ăn tiếp thử món cá đi phải không? Đây thì món cá là món này. Các bạn kia mình thấy chưa? À, đây là cái món cá cá gì ta? Cá rô phi chiên giò sốt bún xoài. À, giá nhiêu tiền anh? Cái phần này nhìn về thôi nhưng mà có 295.000. À, cái 295.000 nguyên cá rô phi như con này cá ký á. Nửa ký không? Này khoảng to 600g. 600g á. Ừ, to bạn. Bây giờ là ăn sao ta? Em hỗ trợ ha. Ok. Mày có hỗ trợ. Em có hỗ trợ luôn nè. Cá gọi là gì? Cá rô phi hả? Dạ đúng rồi. Chưa bao giờ thấy con cá rô phi mà nó bự vậy luôn á, thiệt luôn hả? Đây cá rô phi hả? Hay là cá tai tượng? Đó, cá rô phi. Cá rô phi có cái size bự vậy luôn phải không? Đúng rồi. Tôi không ngờ luôn á. Đây, dứt cái này ra luôn cho ông thử coi nè. Đó. Đây là cái này dãy, này miếng thịt này đúng không? Chờ biết là nó gặp ra là... Đó. Này cá diêu hồng hay là cá rô phi? Dạ cá rô phi. Cá rô phi đúng không? Cá rô phi nó to, lần đầu tiên mình thấy cá rô phi mà nó bự vậy đúng không? Cá rô phi với cá rô là cái đồng mình nó nhỏ mà đúng không? Mà sao nó bự vậy ta? Cái nhỏ. Cái đồng có nhỏ hả? Còn này cá rô phi biển hả? Dạ, cũng tương tự cái. À, gãy tự cái tự tượng. À. Ok. Giờ này chấm gì em? Cái là chấm vô nước xoài. Cái sốt xoài này có thể chấm. À đây các bạn chấm vô nước sốt xoài dưới đây luôn. Này có nước sốt dưới đây luôn mấy ông.
mình chấm với sốt xoài. À, thử nha. Ngon đúng không? Ngon đúng không? Sốt này là nó không có chua như mấy ông nghĩ đâu. Rất là ngon, vừa ăn với người Việt mình đó. Ngon đúng không? Thử với anh. Rồi, ok. Tự nhiên nha. Mấy món này ăn đi nhậu hết bài luôn chứ bộ. Ngon, ở trong họ cắt xoài ra. Từng lát nhỏ nhỏ nhỏ. Thành ngò rồi tụi ra. Ok không anh? Ok, ảnh cũng là ok, ảnh là lý này mà. Phải. Nói khách quen rồi, đoàn của nó chút phái rất là ok. À. Cái này là mình bẻ miếng nãy tôi bẻ miếng mà tôi chưa hiểu là cái này cái gì luôn nha. Nè, cái này cái chê nhớ mấy không? Nó tươi là gì nè. Là chấm cái gì? Chấm gì xúc sườn cây luôn đi. Thử coi. Ăn không? À. Có trộn gì mấy không? Tôi nghĩ là đầu bếp làm rất hay bạn. Làm sao hồi mấy ông không biết đây là con cá luôn á. Ừ, để anh bí này là em tên gì ta? Dạ em tên Hồng. À, để Hồng hỗ trợ. Cái tiêu này đó, thịt đó em làm, cái thịt chung cá em dâm ra. À. Ai thịt cá em dâm ra xong chiên giòn dạ, lên. Dạ, chiên dâm ra xong rồi chiên giòn lên. Xong trộn vô. Dạ. À. Mình trộn với sốt mắm xoài nó sẽ bị dính vừa không? À, đó, giờ mới trộn lên thành gỏi phải không? Dạ đúng rồi. Rồi. Má giờ mình ăn thử kiểu con bé. Một cái xoài và cá. Xoài cá gì luôn đúng không? Dạ, đó. Có sự khác biệt. Có sự khác biệt đúng không? Thử khác biệt coi, thử khác biệt. Trộn cho tôi cắt miếng nhiều bự quá. Đúng rồi. Thử có xoài rồi chua luôn này nọ. Nó mới đây muốn gỏi phải không? Nãy không ăn không á. Nó bị lạc không á. Tôi tôi giống như ăn miếng xốp vậy á. Công nhận. Thì quan trọng là phải nước mắm của nước mắm. Mỗi món nữa là một nước mắm. Ông đầu bếp kia nãy thấy cũng có biển nghệ thuật rồi là làm cũng dữ á. Ok, giờ thử cái món tôm hải sản sống, tươi sống đúng không anh? Đúng rồi. Tôm sống. Giờ ăn sao ta? Tươi sống. Dạ. Chấm cái này. Dạ đúng rồi. Mình chấm với cái sốt cái này chua chua cay cay ngọt ngọt đúng không? Thái Lan nè mấy ông. Mà thấy là tôm không tanh, tươi. Tươi. Tôm này gọi là tôm gì ta? Tôm sú mày. Dạ đúng rồi, tôm sú. Tôm sú. Cái đầu này ăn được luôn hả? Dạ đúng rồi, cái đầu của em nó chiên giòn. À, đầu chiên giòn này mấy ông, có thể gặm được cái đầu này nha mấy ông. Ăn sao? Ăn có vỏ cũng được, không thì ăn nó giòn nó giòn. À, cắt cái vỏ này luôn hả? Dạ. Được vỏ, không được vỏ thì bỏ đấy. Đúng rồi, chiên giòn. Tôi đói. Còn lại món này nữa nè. Đây là nọng heo. Nãy ăn thử nọng heo rồi mấy không? Nọng heo chấm sốt chấm đồ này nọ nè. À. Nọng heo hay là má heo? Nọng heo. Nó khác má heo luôn hả? Ừ. Nọng dưới này. À, nọng dưới này. Nó khác cái má mấy không? Nó còn nhỏ phần này nó sẽ có nhiều, có vừa thịt vừa đẹp vừa mỡ. Thử anh. Ăn nó sẽ có... Nó sẽ mềm thôi. Ăn dưới này nè, sau đi ăn nha, nãy vậy bóc sao, tay chỗ này. Tôi đi ăn bóc cho nó nhanh miệng. Được không ạ? Để đúng không ạ? À, đó rồi, hai miếng uống. Hai miếng uống đi. Đó, thấm tí gì. Đó. Bữa tôi đi qua bên Campuchia tôi thích ăn mấy món xôi này đúng không? Xôi này nè, đi ăn dọc đường, ăn với thịt heo rồi, tại nọ nướng nướng, tại nọ cũng ok chứ bộ. Đây là... sốt súp tôm dùm nè. À rồi có đun nóc được à. Kia mà khách dùng những món súp bên mình thì sẽ có cái đun nóc nhỏ đây cho khách ăn từ từ. À dạ dạ. Anh trai của chị Hồ Tú Quyên bên phó tổng của Đông Tây Promotion. Xin chào. Rồi, anh em biết nhau lâu lắm rồi, hôm nay mới ngồi lại á. Dạ. Ok. Đinh Gia Phong. Đầu bếp của Chút Thái. Hôm nay nhà có cái món đặc sắc của miền miền Bắc Thái Lan. Bây giờ mình nói thêm một xíu về vùng miền Thái Lan đi. Đây là miền Bắc của Thái Lan. Đây là món lạp tôm hùm. Thiểu view với nhà lạp tôm hùm. Lạp tôm hùm. Dạ.
Em nói từ lạt có nghĩa là gì? Lạt. Tiếng Thái Lan dịch tiếng Việt là trong lạt đúng không? Vâng. À. Lạt. Ở đây những cái món này thì nó chịu ảnh hưởng của những nước gần bên đấy là Lào và Malaysia. Ok. Làm nghĩa là Thái Lan cũng phân chia ra Bắc Trung Nam nhưng mà đây là tôm hùm. Tôm hùm nhưng mà dịch sang tiếng Thái là lạp tôm hùm. Lạp tôm hùm. Đây là đĩa tự động mở ra để anh mời Pha Bắc. Thank you very much. Dạ anh thì sao anh? Dạ anh sao vậy? Anh gấp chút đi, anh tư vấn này. Em chia món này. Trước lúc khi mình ăn, mình muốn thêm một tí thính này. À, tí thính. Thính lạo xạo trong mồm. Rồi, đây các bạn coi. Chua cay. Cái vị ở đây là vị chua. Đà nổi rõ lên. Vị chua rồi. Rắc lên. Thính thật này là thính hả? Đúng rồi, thính ra. Khoa thì đi rất nhiều nước rồi. Đặc biệt là về ẩm thực thì không ai qua được khoa. Tao ném trơn. Tao mấy món này phải nghe đầu bếp tư vấn mới hay anh. Lạ mới mê. Em thử. Okay. Rồi cảm ơn anh. Anh thử nào. Mời cho anh Tuấn. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Thank you. Rồi giờ hai anh em mình vô ra. Yeah. Chúc anh sức khỏe nha. Yo. biết cái này ông vô mấy chai rồi đó. Cái này có mấy chỉnh chưa? Chỉnh rồi. Đang đi nhậu tiếp khách mà chị dâu gọi về tiếp khoa cái là bỏ nhau về tiếp khoa biết rồi hả? Thiệt tình. Thiệt mà. Ok anh. Có sao nói vậy? Bữa nào anh em mình làm bài trò chai nha. Trời ơi luôn có... làm luôn. Này lấy gì? Có gì quá em? Cái bị nó không có chín mà nó đang tái đúng không? Vừa đúng không? Vừa chín tới luôn. Vừa chín tới luôn. Ngon. Nó có giữ được cái độ ngon, cái độ ngọt của nó. Cái ngon. Cái giá trị của con tôm hùm nó nằm ở bên này đó, nghe anh chép giới thiệu tốn này anh xỉn lắm. Vì thì ngon đúng không? Anh xin mà anh. Cái món này là mình học ở đây hay là mình đem từ Thái Lan về hay là mình học ở bên đấy về. Bên tấu đây làm sao? Anh là bên học, anh học bên Thái Lan về luôn hả? Mình học qua những người thầy. Thầy. Truyền dạy. Quá dữ. Làm sao về đến Việt Nam mình học cái khẩu vị. Mày em không chắc mắt này là gì ta? Không ơi. Nó dạng là cho anh xin hai ly nước. Hai ly nước thính ạ. Chơi tiếp món này phát nữa đi. Rồi ok, đây quay quay cho anh Tuấn. Đó, do anh em mình tiếp ha. Rồi. Đích thân Anthony Hồ, anh Tuấn mời Khoa Bắp. Rồi, chào anh. Anthony Hồ. It's me. Ok. Yeah. Yo. Chúc cho chú Tài phát triển. Phát triển. Mở nhiều chi nhánh. Phát triển mở nhiều chi nhánh. Rồi, đây em xin giới thiệu. Đây là món cá hồi sốt thịt. Cá hồi sốt thịt cua. Anh thì ăn cá hồi nhiều ấy, mà sốt thịt cua là anh chưa có ăn. Đúng rồi em. Hôm nay có một cái món đặc sắc. Đó là anh em mình thử à. Về đây cô. Giờ là cua này là trứng cua đúng không? Vâng. Thử anh đúng. Để anh mời em. Rồi ok anh cảm ơn anh. Quay đúa rồi nha. Rồi cảm ơn anh nhiều. Cá hồi sốt thịt cua. Thịt cua. Trứng cua. Đây cũng kiểu như là vừa chín tới á bạn, áp chảo á. Cái này giá trị của nó đúng rồi, mình không nên làm chín quá. Very nice. Ông này nấu ăn ngon chứ bạn phải không? Anh này nấu ăn rất có tâm đó nha. Làm rồi nướng với sốt này có phô mai trong này có cái vị. Dạ vâng, nó có một số vị đặc trưng của Thái. À, có lẽ. Đấy, anh ăn cái độ lạnh ngon, sốt dậy mùi lên. Tôi nghe là có cái mùi phô mai của THQ Mew phải không? Nghĩa là nãy anh Tuấn nói kho ai bún ăn nhiều quá nổi mà nó nếm cho nó biết công thức ở trong nó có gì luôn. Trời ơi. Nó nói về ẩm thực ở Việt Nam này không ai qua hết trơn á. Anh khẳng định. Thật là tại em ăn nhiều thôi chứ không có gì qua đâu anh. Thì bởi anh em ăn nhiều. Nhưng mà được cái là được biết được cái hương vị phải không? Biết được anh chép anh bỏ gì vô đó. Đó. Anh thấy là món nữa. Người Bắc luôn. Cái này thì bán rất nhiều ở gần những cái chợ lớn ở Bangkok. Đây người đầu bếp cầm lên cho cameraman. Giới thiệu với cả nhà đây là món nghiêng nướng muối tuyết.
Cá nướng muối tuyết các bạn. Cá nướng muối tuyết kiểu Thái Lan. Kiểu Thái Lan. Rất kiểu hot. Nó hot của mấy cái chợ mà Thái Lan có nhiều đúng không? Đó. Bây giờ làm mấy món này. Nhìn ngon á, nhìn đập ra ăn, em chưa ăn lần nào luôn á, em đi qua Thái Lan thấy nhiều lắm rồi. Nhưng mà đây đây là quả bắp nổi tiếng nhất trong làng nghề Việt Nam ạ. Em biết ai đây không? Dạ. Chúng tôi đi khỏi cả. Thế thì em đã sẽ gói cái này để cho gia đình nhà mình thưởng thức nhá. À dạ. Đây phải gói, phải anh đồng bếp anh gói các bạn. Cả Đông Tây có một sự ủng hộ quả bắp nhá. Cả Mai Linh ủng hộ khoa nhá. Chú Thái ủng hộ khoa này. Đấy. Trời. Cái này là nó cái vỏ nó cứng lắm, xong mình phải đập ra ha. À, vâng đúng rồi. À. Ồ thịt cá nhìn nó mỏng ghê ha, nó tuy nó nướng, nó nướng cứng ở ngoài mà ở trong nó vẫn mềm nha. Trời ơi, món này là món đặc biệt quá quá. Dạ. Thấy là chấm có mắm nêm là nó đặc biệt rồi đó. Đây là phải mắm nêm không, phải mắm gì đây? Ăn món này là quay lại chút Thái luôn á. Mắm nêm kiểu Thái. Mắm kiểu Thái. À. Rồi, giờ sao? Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi giờ chấm vô đây đúng không anh? Đúng rồi, anh chấm vô đây. À, chấm vô đây các bạn. À, đây nước này, nước gì anh? Đây nước sốt đặc biệt của đặc biệt không? Rồi, đang thử thử sốt đặc biệt của chú Thái nè. Wow! Phải nói wow. Wow. Nó vị nó hơi chua chua xíu. Đúng rồi. Wow. Hành chua của mắm nó nổi vị lên nó dậy. Anh giải chút xíu thơm như trong này nè. Có không ta? Còn ấn tượng một chút của Mai Linh này, có ấn tượng một chút của chú Thái này. Wow! Yeah. Anh là tranh thủ bia Mai Linh ghê. Trời ơi, clip nào của Pop Mau của Khoa mà trả lên 1 triệu view. Đúng không? Gọi Mai Linh 1055 cả là tới chút Thái luôn à. Yeah. Ok. Gọi Mai Linh là tới ăn chút Thái luôn đúng không? Đến ăn chút Thái rồi sẽ có Mai Linh đưa về nữa. Nhưng mà có được khuyến mãi giảm giá gì. Trời nhưng mà Linh có bà chủ đưa khuyến mãi. Đúng rồi. Thì Mai Linh tới ăn chút Thái là được phiếu mãi đúng không? Đúng rồi. Luôn anh có làm bên Mai Linh luôn không? Chụp trời ơi, anh là đệ tử của sếp. À. có bác chủ tịch ngồi ở đây. Thật ra cái sự kết hợp giữa Mai Linh và chút Thái là một sự kết hợp hoàn hảo. Các bạn đến với chút Thái thì có tài xế Mai Linh đưa đến. Các bạn ăn uống ở chút Thái say sưa rồi thì có Mai Linh đưa về. Chỉ cần gọi 1055. Ô, 1055 là tổng đài Mai Linh đó anh. Tổng đài toàn quốc luôn. À, em ở Sài Gòn em gọi được này, em ở Hà Nội em gọi được, em ở Hải Phòng em gọi được. Bây giờ Mai Linh là có tổng cộng bao nhiêu chiếc? Dạ anh biết không? 14.500 chiếc. 14.500 chiếc taxi trên toàn quốc. Trên toàn quốc. Tại Sài Gòn có 1.570 chiếc. Ô, Nha Trang có không? Nha Trang có. Nha Trang có 420 chiếc. Trời ơi, nhớ luôn. Đà Lạt có không? Đà Lạt có, Đà Lạt có 312 chiếc. Ôi, đúng rồi. Có khác các bạn thấy chưa? Học hỏi anh. Chuẩn bị cho anh một chiếc Mỹ cái voucher của Mai Linh anh tặng cho. Chuẩn bị luôn, xin ra xin chị ra đây. Các bạn thấy không? Các bạn làm business kinh doanh á. Tặng luôn, business kinh doanh bạn thấy không? Tuy ảnh là chức rất là cao nhưng mà ảnh nắm được chỉ số xe từng địa phương. Nghĩa là mình làm quản lý là mình phải hiểu sâu, hiểu sát. Phải chứ không phải là mình ngồi trên cao xong cái hỏi xe xuống. Không biết là bao nhiêu chiếc. Kiên Giang có bao nhiêu chiếc? Hả? Kiên Giang. Kiên Giang rất yếu, Kiên Giang có 124 chiếc. À, 124. Mặc dù Kiên Giang là một cái nơi mà thật sự mà đáng lẽ là chúng tôi phải đầu tư nhiều hơn nữa. Yeah. Nhưng hiện tại bây giờ là có 142 chiếc. À, nhưng mà có chạy qua Phú Quốc rồi thì ông có đi qua phà luôn không? Phú Quốc có Phú Quốc. Có Phú Quốc luôn. Phú Quốc bao nhiêu chiếc anh? Phú Quốc có 112 chiếc. Không nhớ từng số lẻ luôn. Xe điện ở Phú Quốc thì xe điện sẽ nhiều hơn. À. Xe điện chạy nội khu. À, còn xe taxi Mai Linh ở Phú Quốc có 142 chiếc. Có Hà Nội anh? Hà Nội nhiều nhất không? Hà Nội nhiều nhất. Hà Nội 1700 chiếc. 1700 nhưng mà Hồ Chí Minh có 1200 à? 1500. À cũng xem. Trời ơi, anh làm bao nhiêu lâu trong Mai Linh rồi? Sắp tới thì Mai Linh sẽ đẩy cái số xe lên 10.000 xe nữa. Thì con số đấy nó sẽ nhân gấp 2 lần lên. Mai Linh vừa ký kết với Toyota 10.000 chiếc xe trong 5 năm. Nhưng mà xe ô tô, xe xăng. À, xe xăng. Toyota Vios, Toyota Avanza. Những là xe nó tốt nhất dành cho khách hàng. Và chủ tịch nói là chỉ trong vòng 2 năm thôi thực hiện 10.000 xe. Nhưng mà anh có qua app rồi đúng không? Anh đặt qua app. Có app mà. Cạnh trời ơi, cái gì cũng có hết trơn. Giờ làm cạnh tranh với Grab, Uber này nọ luôn chứ. Không phải cạnh tranh mà thật ra tập đoàn Mai Linh là một doanh nghiệp cốt lõi của ngành vận tải. À. App nó chỉ là quản lý trên cái IT của họ thôi.
Nhưng mà tập đoàn Mai Linh thì quản lý từ con người. Mà ngày xưa em nhớ là Mai Linh mình có cái xe dù nằm cao cao. Có, Express. Đúng rồi, Mai Linh Express. Đi làm kiểu như dịch vụ rất là good luôn á. Mai Linh good. Mà giờ không thấy nữa nha. Vẫn còn. Còn không? Ít thôi. À, ít thôi. Nhớ em có cái tuyến mà Nha Trang, Sài Gòn nè. Là Sài Gòn, Đà Lạt thì có đúng không anh? Có. À, ngày xưa nhớ cái tuyến Mai Linh lúc đó làm. Miền Bắc thì mạnh hơn. À, mà nó bắt em còn một món nữa cũng là à, nghĩa là anh em mình nói chuyện chứ anh đầu bếp vẫn miệt mài. Đây là món càng cua sốt cà ri. À, càng cua sốt cà ri của Thái. Kiểu Thái. Cà ri là chắc có kiểu nó chịu ảnh hưởng món ăn ở miền Nam. Nó giáp với Ấn Độ. À, Ấn Độ. Ấn Độ và Indo thì nó có pha chút Mã Lai đúng không? À. Mã Lai một tí cà ri ở trong đấy. À dạ. Ok, em ăn thử nha, cầm lên nào. Anh Tuấn. Đây, trời ơi. Mời khách trước. Okay. Đây em gắp đi. Cầm tay mới đã. Cầm tay mới đã anh. Yeah. À, vô anh. À, vô. Mà đinh chút thái nha. Ok. Ông nên chắc mấy mùi chai. Mùi chai cho anh. Đây, good. Excellent. Mày càng cua càng mau anh, hay là cái gì này? Đây, càng cua của con gì? Càng mau. Cà đấy là con cua. Còn cua để mình lấy thịt. À, cua lấy thịt hả? Là cua là lấy từ cua Cà Mau hay cua gì á? Cua Cà Mau. À, cua Cà Mau. À, Cà Mau. Chất lượng uy tín luôn. À ha. Lạ, sốt cà ri đúng rồi, nó hơi vị của Ấn Độ phải không? Đúng rồi. Ừ. Vì nó ở dưới miền Nam. Thì nó cái mùi mà em rất là quen mà giờ em quên mất cái mùi này không? Phải đi này. Nên này. Ok, cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn. À, lại bạn tay là ủa, nhưng mà món này có bán chưa? Cái món này có chưa? Bây giờ có chứ hay là qua tháng 12 mới có? Những cái món em vừa giới thiệu ở đây là qua đến tháng 12 mình mới có để chạy. À, là đánh vào Giáng sinh rồi, là năm mới đúng không? Giáng sinh và năm mới. À, anh thay mặt chủ tịch của anh, chủ tịch của Huy, thân tặng cho em 4 thẻ cúp bông taxi 1055. Bất cứ không những khoa đâu, bất cứ khách hàng nào tới nhà hàng Chút Thái nếu ăn trưa, hóa đơn quá 500 nghìn sẽ được tặng một cúp bông taxi để đi về an toàn. 50 ngàn. Và đây là 200 ngàn. Anh thân tặng Khoa. Cảm ơn nhiều. Chỉ mong Khoa lan tỏa cho tập đoàn Mai Linh cũng như Chút Thái. 1055. Ok, cảm ơn. Toàn quốc Khoa nhá. Dạ, cảm ơn nhiều. Đi được toàn quốc luôn đúng không? À, đúng rồi, bất cứ chỗ nào anh chỉ cần đưa cái này ra là em đi được toàn quốc. Và đặc biệt là em nhớ cho anh cái mã số gọi 1055. 1055. Okay. Yes. Ôi, là trước khi gọi lên hả? Em gọi thì như em gọi hãng ấy, gọi bất cứ đài nào em gọi 1055 là họ đến đón em. Xong em đưa cái này thanh toán là em đưa cái này ra là ok. Là xong hoàn toàn đúng không? Rồi. Các vị khán giả nhớ cho tôi nhé. Tôi là một người bạn của Khoa và cũng là một người rất đồng hành với Khoa rất nhiều chương trình. Và ngày hôm nay tôi xin tất cả các anh chị, quý vị khán giả nhớ cho chúng tôi 1055 là tổng đài taxi trên toàn quốc. Các anh chị Hà Nội gọi 1055 cũng được, Hải Phòng gọi 1055 cũng được, Sài Gòn gọi 1055 cũng được. Nha Trang. Bất cứ nơi nào, Nha Trang, okay. Phú Quốc, bất cứ nơi nào các anh chị gọi 1055. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Đó các bạn, nhớ tới chúng Thái ăn đi Mai Linh được tặng này, cho 500 ngàn là được tặng cái. Vậy là đúng rồi. Vậy là được giảm 10% đó. 1 triệu thì có 2 cái, 5 cái, 5 cái. À, vậy là 100 đúng không? Ok, thank you. Thank you very much. Ok các bạn, bây giờ là mình với anh chủ tịch Mai Linh đi xuống chào bạn coi cái trang trí Giáng sinh mà khu giải mạng. Cái này á, là vì mình đến đây ăn cơm tại nhà chú Thái. Dạ. Có nhân duyên, nên là mình gặp nhau ở đây. Rồi, anh chú xin cho bạn coi thử là trang trí Giáng sinh mà khu dạng là điểm nhất ở Sài Gòn này các bạn, nhà hàng. Anh em nãy giờ ngồi uống gì sâm Ngọc Linh nãy giờ xiển liễn luôn. Đó. Thì xuống cho bạn coi đây là vợ của chủ tịch quyền lực. Chủ tịch phải chiều em. Hết sức bình tĩnh. Đây là đấy. Đây là trang trí Giáng sinh các bạn, thì là dạng là mới nhất mà là sớm nhất ở tại Sài Gòn các bạn. Nhà hàng trang trí Giáng sinh đẹp không bạn? Đúng nhìn rồi. Như bên Mỹ luôn ha. Đúng rồi. Đây. Đây là cái quán cái tiệm cái chỗ quầy ba. Đúng rồi. Đó, quầy ba rồi pha nước, pha nồi rồi các bạn, là trang trí Giáng sinh đó nè. Đây. Đây là ông thần tiên. Đây là mũ nữ Apsara hả? Hay là gì ta? Apsara. Đây là mèo thần tài của Nhật. Đúng rồi. Đó. Màu vàng, màu kim nữa nè. Đúng rồi. Đó. Đầy đủ luôn. Bây giờ có rượu gì nữa anh? Đấy nó rượu luôn hả? Rượu Thái Lan. À, rượu Thái Lan. Đây là bia Thái Lan. Đây là cái rượu xịn. Nãy cái sâm Ngọc Linh của mỗi anh Huy mà mình uống nãy giờ mà. Xiển liễn. Xiển liễn.
Còn đây là có cả nước Mai Linh này. Nước Mai Linh, anh làm nước luôn hả? Ừ. Ôi, Mai Linh này tưởng tôi taxi không làm nước, làm nồi. Anh nói là kể một câu chuyện dài, có gì bạn nào hứng thú thì sau này anh em mình sẽ gặp lại nhau ở một cái video mà nói rõ hơn về anh Huy bên Mai Linh. Hệ sinh thái Mai Linh. À, sinh thái Mai Linh luôn các bạn. 35 năm hình thành và phát triển Mai Linh thì đã trở thành một hệ sinh thái rồi. Từ năm 89, tôi nghĩ là lớn tuổi hơn, tuổi đời hơn mình luôn các bạn. Ngày 29 tháng 9 năm 1989. Năm 89 rồi. Ừ. Tại khách sạn Continental theo. Tại khách sạn Continental. Ừ. Anh có coi phim John Wick không? Đó. Đó là cũng khách sạn đó đúng không? Ừ đúng rồi. Quá dữ. Thì đây là dưới ở dưới đây là dưới tầng trệt các bạn, thì trang trí đang sống ảo in Giáng sinh ở tại Sài Gòn thì tới Trúc Thái các bạn. Trúc Thái. Rồi còn đi Mai Linh còn được đi tới Mai Linh còn được giảm giá nữa nhá. Đấy, đây là hoàng hậu của Thái Lan nè. À, okay. Hoàng hậu Thái Lan luôn hả? Đúng rồi. Đó. Cái tông Noel. Quá dữ. Đây. Trúc Thái. Trúc Thái nghĩa là gì anh? Trúc Thái là một cái bộ trang phục quốc phục của phụ nữ Thái. À là kiểu giống như là áo dài của Thái. Áo dài Việt Nam á. Em tưởng đâu là một chút ít của Thái chứ. Không. Là cái tên của cái bộ đồ đó. Rồi. À. Cái bộ đồ đấy là trang phục phụ nữ Thái. À, cho phụ nữ Thái. Trang phục dân tộc đấy, giống như áo dài Việt Nam. Ra xíu xíu xéo đều mặc giống như áo sarong hả? À. Sarong, à sarong. À. Thôi nói chung là anh em mình tới đây có duyên nè, đây. Anh này là phó ban chiến lược phát triển Mai Linh. À, phó ban chiến lược Mai Linh. Đây, giám đốc kinh doanh của nhà hàng Trúc Thái. Dạ. Còn đây là anh Huy, chủ tịch của bên anh Huy. Hôm nay là anh đóng vai là như một khách hàng đến đây ăn cùng với em. Đúng không? Bất ngờ luôn hả? Bất ngờ. Cùng sau lưng mình là đây, ai chị đâu chị tới đây luôn nè. Đây chị người phụ nữ quyền lực của anh Huy. Đây tới đây. Đó. Núp. Rồi okay bạn, thôi chung là video tới đây là cũng tạm dừng. Hẹn các bạn ở phía đằng sau với anh Huy nếu mà có dịp nói hơn rõ hơn về cuộc đời anh Huy, rất là hay hấp dẫn. Tức là nếu bạn nào muốn khởi nghiệp hay bạn nào muốn hiểu về cuộc sống của doanh nhân hay là muốn thành công ở bất cứ cái môi trường nào, đặc biệt ở Việt Nam, thì chúng ta sẽ chia sẻ thông tin. Rất là hay các bạn. Và chúng ta sẽ trao đổi thông tin những cái thành công và những cái thất bại của cuộc đời để ai khởi nghiệp cũng thành công. Dạ đúng. Đó là hay. Các quý vị vào một buổi có viên đằng sau. À ok. Cảm ơn anh Huy nha. Cảm ơn anh Tấn nha. Dạ ok. Dạ ok. Rồi thì các bạn đó lên đằng sau. Bye bye. Ok. Cái này là món quà nhỏ. Nhưng mà lần sau lên Sâm Ngọc Linh á, bảo tàng Sâm Ngọc Linh sẽ tặng em Sâm Ngọc Linh. Dạ đây anh Huy tặng cho mình một hồi Huy một chai rượu quá xịn luôn. Thôi cảm ơn anh nhiều nha. Bữa sau gặp ở tại bảo tàng Sâm Ngọc Linh. Rồi quá xịn luôn các bạn. Đó. Cảm ơn anh nhiều.